đang khủng hoảng phong độ, Barcelona lại gặp thêm khó khăn khi một trong những ngôi sao sáng nhất trong đội hình của họ là Pedri lại gặp chấn thương và sẽ bỏ lỡ cuộc đại chiến với Atletico Madrid. Pedri tái phát chấn thương gân kheo chân trái, hiện tại vẫn chưa rõ thời gian để Pedri có thể bình phục và anh đã được Luis Enrique gạt tên khỏi danh sách triệu tập của đội tuyển Tây Ban Nha. Tối ngày 2 tháng 10, Barcelona sẽ làm khách đến sân Wanda Metropolitano trong nỗ lực chấm dứt chuỗi trận tệ hại trong thời gian gần đây. Ở 5 trận đấu gần nhất, đội chủ sân Camp Nou chỉ thắng được con Levante. Họ đã thua 2 trận với cùng tỷ số 0-3 trước Bayern Munich và Benfica tại Champions League. Và rất có thể, trận đấu với Atletico Madrid cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của Ronald Koeman trên băng ghế chỉ đạo. Everton sẽ không có được lực lượng tốt nhất, đặc biệt trên hàng công, ở chuyến làm khách trước Manchester United thuộc vòng 7, khi hai tiền đạo chủ lực là Richarlison và Dominic Calvert-Lewin, hậu vệ Simicom và tiền vệ Andre Gomes đều vắng mặt. Huấn luyện viên Rafael Benitez phát biểu: Coleman và Calvert-Lewin vẫn chưa sẵn sàng. Họ đã bắt đầu luyện tập trên sân nhưng chưa thể thi đấu ở trận này. Trường hợp của Andre Gomes và Richarlison cũng tương tự. Họ tiếp tục làm việc nhưng chưa sẵn sàng cho trận đấu vào ngày mai. Trước vòng 7, Everton đã có được 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Hiện tại, câu lạc bộ thành phố cảng Liverpool đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng với 13 điểm, bằng điểm với Man United, kém đội dẫn đầu Liverpool đúng 1 điểm. Jadon Sancho chưa ghi được bàn thắng nào cho đội chủ sân Old Trafford, nhưng huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn tin rằng Sancho sẽ phát huy hết khả năng ở câu lạc bộ khi ông chia sẻ trong buổi họp báo gần đây. Cậu ấy rất đặc biệt, cậu ấy có năng lực khiến cho đám đông yêu mến cậu ấy. Sancho cảm nhận được mối liên hệ đó với đám đông và đó là điều mà chúng tôi muốn ở cậu ấy, một năng lượng tích cực để cậu ấy có thể trở lại. Jadon Sancho đang có khởi đầu chậm chạp tại Man United. Kể từ khi gia nhập ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, anh chỉ mới đá chính 2 trận ở Premier League mùa này và chưa ghi được bàn thắng nào sau 8 lần ra sân cho Quỷ Đỏ. Atletico Mineiro xác nhận tiền đạo tân binh Diego Costa có liên quan tới cáo buộc điều tra của cảnh sát về bê bối cá độ bóng đá và rửa tiền. Cụ thể, tiền đạo người Tây Ban Nha liên quan tới một cuộc điều tra của cảnh sát bang Sergipe về bê bối nói trên thông qua website trực tuyến eSportsnet. Cảnh sát từ chối tiết lộ danh tính của những người thuộc diện bị điều tra, nhưng xác nhận trong đó có một cầu thủ bóng đá. Phía Atletico Mineiro xác nhận Diego Costa liên quan tới vụ điều tra tội phạm có quy mô cực kỳ lớn này. Trên trang chủ, câu lạc bộ Brazil tuyên bố sẽ hỗ trợ cho tiền đạo người Tây Ban Nha các thủ tục từ giấy tờ, pháp lý nếu như Diego Costa yêu cầu. Huấn luyện viên Marcelo Gallardo vừa lên tiếng khẳng định không muốn dẫn dắt Barcelona thay cho Koeman. Nhà cầm quân người Argentina của River Plate cho biết: Tôi chỉ muốn tập trung vào công việc tại River Plate. Mọi người đều biết tôi muốn hoàn tất hợp đồng của mình hiện tại với đội bóng và không có ý định ra đi. Nếu Barcelona liên hệ với tôi ư? Không có nghĩa gì cả khi hỏi tôi câu này. Mâu thuẫn với chủ tịch Juan Laporta và chuỗi trận tồi tệ của Barcelona đã khiến Ronald Koeman đứng trước nguy cơ cao bị sa thải. Theo Sport, ban lãnh đạo Barcelona sẽ chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Hà Lan sau loạt trận tập trung quốc tế. Trả lời trên trang chủ AFC, Tiến Linh cho biết Việt Nam đặt quyết tâm rất cao cho các trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup. Rõ ràng sau 2 trận thua, Việt Nam đang chịu áp lực phải giành được kết quả tốt trước Trung Quốc và Oman, đặc biệt khi họ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng tôi chờ vị trí thứ 3 của bảng B. Vì vậy, chúng tôi có động lực rất lớn để chờ hết mình ở những trận đấu này. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi góp mặt ở vòng loại thứ 3, nên chúng tôi phải rút kinh nghiệm ở 2 trận đấu đã qua để chờ tốt hơn trong những trận đấu còn lại. Huấn luyện viên tuyển Futsal Việt Nam, ông Phạm Minh Giang vừa có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 sau 7 ngày cách ly và được FIFA cho phép trở về. Chuyến bay từ Litva sẽ khởi hành vào tối ngày 2 tháng 10. FIFA sẽ bảo trợ vé máy bay và lo liệu toàn bộ thủ tục để ông Phạm Minh Giang và các trợ lý của mình bay về nước. Hiện tại, cả hai người vẫn đang trong khách sạn nơi đội tuyển Futsal Việt Nam từng lưu trú. Như vậy là sau 45 ngày chuẩn bị và thi đấu tại nước ngoài, Phạm Minh Giang và trợ lý Tấn Quốc mới trở về nước. Họ lên đường đi Tây Ban Nha tập luyện hôm 15 tháng 8. Trước đó, cả đội đã hội quân ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 19 tháng 7.